cái chân váy hình tròn của mình nó sẽ có hình dáng giống vậy đúng không? Vòng này là vòng eo, này là eline đúng không? Eo của mình ví dụ như là 64 đi. Mình cộng thêm cử động nữa, để cộng thêm đường may nữa, tại đây mình phải có một phần đường may chứ đúng không? Cộng thêm đường may nữa, cộng 2 đường may. Thì đó, cái vòng này, số đo của nó là đây. Là chu vi của mình là, thì cái hình tròn bên trong này của mình á, là chu vi của này là mình biết là 64 cộng 2 là 66 đúng không? Là bằng 2 nhân 3.1 của 16 nhân cho bán kính là R đúng không? Thì để mình vẽ được cái hình tròn này á, thì bán kính của mình là sẽ bằng 66 chia cho 2 nhân 3.1 4 16. Bấm máy ra 10 chấm mấy nữa rồi đó.